Nếu mà xét về bán cầu thì tiến luật mất hẳn cả nguyên một cái đường kính chu vi. Tiến luật thành cái địa cầu rồi. Tôi đã nói là đừng có nói xấu người không có mặt ở đây. Ok, chúng ta chỉ nói về mặt địa lý thôi. Tiến luật là nguyên đường xích đạo. Em còn đeo cái thẻ bài gì đây? Đó là cái thẻ nhân viên sửa điện. Cái bảng chấm công. Đi gì vậy? Bùa bình an. Ôi, thấm thía cái câu gieo nhân nào gặt quả đó. Ốc Thanh Vân vừa mới vạch mặt bạn kia là một cái đế giày bị sút. Bây giờ cô ấy bị đáp lại bằng hai cái đế giày bị sút. Ôi, đôi giày của cô ấy, đôi giày của cô ấy như cá ba sa đang đứng. Người ta không đủ, người ta mới phải mở những cái loại như mà nhà hàng, cơm quê đồ, em hiểu không? Thì người ta sẽ kiếm thêm, chứ đủ rồi người ta đâu có mở ba cái đó. Người ta sẽ tập trung cho nghệ thuật. 50 chiếc điện thoại Oppo A5 và hàng chục ngàn giải thưởng giá trị khác có Samsung Anex xem muộn ngay, selfie mỏi tay. Nhìn lên cái clip này á là hai cái bán cầu á là ít tóc quá. Với Trường Giang thì luôn luôn là xét về cái bán cầu não. Bỏ cái dù tóc tai một bên được không? Sao vậy? Thật sự ra nếu mà xét về bán cầu thì tiến luật mất hẳn cả nguyên một cái đường kính chu vi. Tiến luật mất hẳn cả nguyên một cái đường kính chu vi. Tiến luật thành cái địa cầu rồi. Tôi đã nói là đừng có nói xấu người không có mặt ở đây. Ok, chúng ta chỉ nói về mặt địa lý thôi. Tiến luật là nguyên đường xích đạo. Đối với em, đẹp là được. Cái này thì Thu Trang đã giữ rất là vững phong cách của chúng mình. Đây, nói mâu thuẫn, đẹp là được phải lấy tiến luật. Trong mắt tôi chồng cũng đẹp, mắt cười cũng cười á. Trong mắt tôi là tiến luật đẹp, Trường Giang xấu. Đơn giản vậy thôi. Theo triết học phương Đông. Trời ơi Thành ơi, thì người có Thành ơi. Không thật mà, người ta định nghĩa đẹp là gì? Đẹp là con cóc đực trong mắt con cóc cái. Đối với mọi người có thể con cóc nó sần sùi, nó không đẹp, nhưng con cóc cái thấy nó đẹp. Thành thử ra là đối với Thu Trang, tiếng luật đẹp. Ý là nói là vợ chồng mà cóc đó. Ý là vợ chồng là hai con cóc hả? Dạ, em đã sẵn tiện ở đây có đông đủ mọi người, anh chị em nghệ sĩ với lại trên sóng truyền hình. Em quyết định là em không thân với Trấn Thành nữa. Dạ, cảm ơn mọi người đã làm chứng cho em. Dạ, cảm ơn. Thảo nào bạn ấy lựa chọn tiến luật, lựa chọn sai lầm nhất. Ủa cái gì nữa vậy? Không, à không, tiến luật đẹp chứ. Người ta là mặc V-Line, mặc bạn là mặc vali. Là một cái người hơi làm việc. Lý do là sao? Tại vì tôi thích. Gì của tôi vậy trời? Tú, tại em, bản thân em là một sự sai lầm. Chưa bao giờ trong cuộc đời anh thất bại như vậy. Anh Thành chưa bao giờ thất bại một cách chưa bao giờ như bây giờ. Nãy giờ vòng một, từ vòng một đến bây giờ không dám nói một câu gì hết. Toàn anh nói không, nãy giờ ngồi im re. Bây giờ hỏi là dạ vâng, ngon lành mà vẫn bị chửi. Cái vấn đề không phải là thái độ mà vấn đề là cái vong của mày nặng, mày hiểu không? May là mày chưa nói gì mà thế này mày nói gì thì tao chỉ có cúi mặt đi về. Thật lầm lũi không sống được trên đời này. Bỏ ngay cái cúi mà chọn bên kia luôn thì tụi mình đội mâm đi về. Không biết nói gì nữa. Bây giờ cháu phải nghe chú anh Tú này hát một bài về cha cho cháu nó nghe ngay, để cho nó hướng về gia đình thế nào. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, lời thề như dòng nước trôi đầu buồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi, cha già dấu yêu. Đấy, đã có một câu thôi mà cứ chật lên chật xuống. Em nghĩ là sao cái lễ hát này về với đội kia không? Dạ, bây giờ con sẽ về đội của chú. Một chuyến đi và chúng mình là bạn. Bảo mày đừng hát rồi mà Tú. Tao đã bảo mày đừng hát, tao vừa kêu là mày hát ngay. Mày không hiểu ý anh gì cả. Gia đình bên đây bất hạnh quá. Em nghĩ là hồi nãy em thái độ gì mà cản tao. Mày cản anh Tú ngay cứ thôi. Thái độ gì thôi. Úi giời ơi. Cái thái độ này giống em lúc trước. Lúc em thắng em mày thấy chưa? Mày có thấy dư chấn của mày chưa Tú? Em làm mà tới bây giờ nó còn có thái độ với gia đình mình. Chết thật.
không sống nổi trên trái đất này. Thanh Nghị, thật sự mà nói thì em thấy số 1 là... Đó còn nước miếng nhăn tùm lum luôn anh ơi. Đội của bên Trấn Thành á, thiệt sự nếu Vũ là Trấn Thành Nghị lúc này Vũ sẽ cảm thấy rất là buồn. Là tại vì có hai thành viên của đội không được xuất sắc cho lắm. Thành, mình nói đúng không Thành? Chúng ta đã làm gì để thiên hạ họ đánh giá về gia đình mình? Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi không cần biết. Ở đây tôi với Vũ với lại Hải Triều tìm được bao nhiêu người thắng hay thua. Vũ đã phải công nhận là Vũ ngồi bên Trấn Thành rất nhiều lần và Thánh Thành nói chuyện chưa bao giờ vuông nước miếng vô tay. Cho nên là Vũ nghĩ là Trấn Thành đã bị ngụy tạo bởi thành viên của chính đội mình. Đúng. Thì cái điều này là nói chung là mâu thuẫn. Đây là một âm mưu. Tôi ngồi đây để tôi tìm ra được giọng hát dở. Và cuối cùng hai đồng đội tôi phải thành người ta cài vô đây đi hại tôi. Em phân tích nè. Cái âm mưu thứ nhất là anh tự chọn. Ủa vậy hả? Âm mưu thứ hai là âm mưu thứ nhất chọn âm mưu thứ hai vô đây luôn. Anh tự chơi. Sao cái âm mưu gì mà khó hiểu vậy? Cái âm mưu gì mà vòng vòng vậy? Anh hiểu chưa? Anh hiểu ra chưa? Không hiểu. Anh hiểu không? Anh hiểu không? Giọng nè. Mình đợi tí qua vòng 2 mình bàn tiếp đi. Tôi cần thời gian để tình tâm lại. Khoan, anh cũng thấy một điều mắc cười. Sao bữa nay Quýnh cái nền trắng dữ vậy? Anh ơi, anh nghĩ anh biết sao không? Sao em? Make up á, mình không thích mình chùi được. Nhưng mà mình muốn cao đâu có được đâu. Dạ đúng rồi. Ủa? Khoan. Xin lỗi, anh không hiểu em Vũ à. Em lại vô tình bị chạm tới tất cả mọi người. Mới cách đây có một phút mà ta. Nói thiệt, trước đó một phút anh thực sự thích Vũ. Anh rất ái mộ với việc cái sự mà nhận định mà sâu sắc của Vũ dành cho đội Trấn Thành. Bên đúng em, người ta bên em. Tự nhiên câu sau nó giả chạc cho mặt ba anh em mình luôn. Yeah. Anh Nghĩa ơi, em muốn chứng minh một cái là em cũng thuộc trong đội này chứ không sao. Thôi đi. Hãy đi đi. Để cho anh em chúng tôi được yên. Ừ. Không, mà trong ba đứa là anh lùn nhất á. Ủa Giang nói gì sai trái vậy ta? Không, em thấy ngược lại. Bên kia. Giang nói gì sai trái vậy? Nói cho vui mà chứ em biết em lùn mà. Cảm giác như Minh Hằng nó không có ưa em và nó cố tình về đây mà hồi nãy nó không muốn về. Trong khi Dương Chiêu Vũ hướng về em thì lại không được. Ủa cái gì mà hướng về em vậy? Không hướng về Thành thiệt mà thiệt ra đâu muốn vô đội Trường Giang đâu nhưng mà tại bị vậy thôi. Trời ơi. Tại vì lần trước em đã ở trong đội Giang rồi và em muốn cho công bằng cho chương trình. Thiệt sự là em muốn vô đội của Thành. Chứ em cũng đâu thích Thành đâu. Chạy đây. Đừng ôm á. Anh ơi, hôm nay, riêng hôm nay là nguy hiểm luôn rình rập xung quanh chúng ta. Đây. Ơi Quy ơi. Trời ơi. Sao vậy chị? Sao vậy chị? Chanh vừa ra gặp Quy hoang mang luôn. Bộ mặt chỉ cọc vậy. Sao vậy chị? Ai ghẹo chị? Giới tính bây giờ lẫn lộn hen. Cái thì đi ra men thì men trai đi qua dẹo. Ủa? Má. Không có má con vậy này hết á. Tự nhiên đó con trai và con gái hết rồi. Đừng có sỉ nhục tuổi tác lên trên chương trình này. Đâu có chị, lẽ ra chị phải mừng chứ đúng không chị? Ô chào bắp cải, trời ơi tóc từng lớp. Không chị, bắp cải là Minh Dự chị. Không, đó là bơ sơ cái gì súp lơ khác, bắp cải khác nè. Chị nói đúng rồi, cái này bông cải ăn bắp cải hai cái khác nha. Hay lắm Trấn Thành, hay lắm. Nhưng mà ông chưa về đội Trấn Thành được đâu. Chặt hết trơn. Chặt em, đâu dám nói chặt em luôn sao? Đâu có chặt đâu, mặt dễ thương hết hồn. Có hết hồn thiệt, cái mặt nhìn chị là hết hồn. Sao bữa nay anh Quy nó bận gì có đeo phù hiệu kìa. Sao vậy em? Mà sao rách rưới quá nè. Cái này là cái xu thế thời trang mới đó anh Nghĩa. Nó xịt chích tay. Đường phố. Ủa em còn đeo cái thẻ bài gì đây? Đó là cái thẻ nhân viên sửa điện á. Cái bảng chấm công. Cái gì vậy? Bùa bình an. Đây. Bùa bình an, đẹp bình an. Không công nhận cái đường cam nó nhất quá. Cái màu chổi ơi là chổi. Giang, đứng yên đi. Nè Giang, làm đứng yên coi. Nè, nhìn nè. Y như hai vợ chồng quán gia thời điện qua sửa. Đây.
Em không có làm gia đình hãnh diện hết trơn. Nhưng mà tôi vẫn hãnh diện với Huy. Tôi tự hào đây là ca sĩ một bài. Đúng rồi. Hai bài rồi. Hai bài. Ủa cái gì Giang? Em nói ca sĩ hả? Trời riết anh quên, anh không nhớ Huy là ca sĩ luôn đó em. Cái nghề chính từ ngày xưa tới giờ là ca sĩ. Nãy giờ mình tưởng mời Huy là dạng khách mời mà Diễn Viên Hài á. Thôi anh tưởng là diễn viên. Mọi người ơi, mọi người bị sao vậy? Ngày hôm nay em đã trở lại với hình tượng mẫu mực và rất điềm đạm. Em còn hát được hả Huy? Trời ơi. Trời ơi, vỗ tay cái gì? Cái đó mà hát hả? Cái đó người ta kêu là gái. Thưa quý vị, người ta hát, người ta giảm quá nó xúc cái đế. Tôi không nói, chúng ta kiểm tra đế dài có thanh dân. Bị gì, bị gì? Đây, 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 quý vị khán giả nghĩ sao? Quý vị khán giả nghĩ làm sao? Một ngôi sao sân khấu, một cặp đây, một cặp giày cốt thanh dân. Kính thưa quý vị thân mến, đây là một MC đình đám mà lại một xài một đôi giày. Một ngôi sao sân khấu, một MC đình đám của showbiz Việt, một người mẹ ba con. Không, thưa quý vị, tôi nói thiệt, đây là một sự hy sinh. Cô ấy có thể để cho giày đói, không để các con đói. Giày nó mở miệng ra, luôn nở nụ cười. Thưa quý vị, bây giờ thì tôi thấm thía cái câu gieo nhân nào gặt quả đó. Ốc Thanh Vân vừa mới vạch mặt bạn kia là một cái đế giày bị xúc. Bây giờ cô ấy bị đáp lại bằng hai cái đế giày bị xúc. Ôi, đôi giày của cô ấy, đôi giày của cô ấy như cá ba sa đang đớp. Em thấy không, vì cái đôi giày của em mà một ngôi sao đã bị vạch mặt. Hôm nay là Ốc Thanh Vân là thua toàn tập thưa quý vị. Hôm nay có vẻ như anh vui hơn mọi ngày hả anh nghe? Là bởi vì anh cảm giác rằng tinh thần mình hưng phấn, vui vẻ yêu đời. Phải có chuyện gì á? Có một lý do là anh vui là cái nói dạo này anh rất là siêng tập gym. Anh nghĩa. Trời ơi, bây giờ là anh rất là thông gọn, không tin hả? Không tin hả? Đây. Ai, cái gì vậy? Cho coi, cháu muối. Đừng có cho người ta thấy cái sự thật nó phũ phàng lắm Giang nha. Bỏ đi. Trời ơi, ta đã cố che rồi, thì có những cái không che được như nọng nè, thấy được liền nè. Nọng đâu? Nọng đâu? Where is nọng? Kìa. Đó. Thôi đi. Có hai đứa em thôi hả? Mà cứ làm nhục anh hoài. Anh là tươi nhất, anh là trẻ nhất chương trình luôn á. Yeah, anh biết được. Nó mới đạt cái mặt anh đó. Tại vì trong chương trình này anh không phải là người trẻ nhất. Có đâu, trẻ không cho tâm hồn anh á. Yeah, chính xác. Em nói xong em ngượng miệng á. Đừng có ngượng, cái nọng lòi đây nè. Anh Nghĩa cưng đó anh Nghĩa. Sao vậy? Bữa nay nhìn bộ đồ anh em cưng quá à. Gì cưng? Bộ đồ này á, em ước gì có Sơn Tùng đứng đây. Anh biết sao không? Sơn Tùng mà đứng đây ha, cái anh Đại Nghĩa đứng đây, cái mình dán mát dưới đây, hàng online, hàng giao về nhà thực tế. anh thấy cái đồ này là cái thời trang ứng dụng tốt nha. Đúng em. Mỗi lần mà anh lên cơn á, đó lấy hai tay trói lại vậy nè, đó khóa lại đó vậy nè. Khi bị cảm đây chùi mũi. Hôm nay ông chú và thím của chúng ta rất là tươi trẻ trong màu áo trắng tinh khôi, thanh khiết. Và đối nghịch với cái màu trắng tinh khôi này là màu đen huyền bí, một màu đen ảm đạm, một màu đen âm u. Đó chính là Trần Thành và Thu Trang. Sao mà mới ra mà có bộ xiển nỉ rồi Trang? Dạ em diễn nếp suy sụp anh. Sao vậy? Tại vì người ta huyền bí, người ta đẹp như vậy mà anh dám nói là ảm đạm, âm u. Anh chưa nói hết câu. Đen là đen quý phái. Không đen phải Thành ơi, Thành sang. Thông cảm giùm anh đi, bởi vì âm nhạc không có phối hợp kịp với anh. Lẽ ra anh còn một cái từ nữa anh tính nói ra rồi nhạc mới nổi lên. Màu đen quyền lực đó, ca ngợi đó mà. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn một MC với một chiếc áo có cái màu vàng chói chang, cái màu xanh lố lăng, cái màu đỏ lòe lòe. Dạ xin cảm ơn anh. Một cái áo rất là đời thường, dung dị, nhẹ nhàng và nhu mì. Trời ơi, cái nhu mì mà vậy đó hả? Có bao giờ ai mà ra mà nói chuyện với MC mà cái mặt như ăn thịt MC vậy? Có người ta cần nhiều tiền, người ta mới thích, mới hạnh phúc. Nhưng với em thì em cần ít tiền thôi, nhưng miễn là mình sống đủ trong cái nghề này, mình vẫn thấy hạnh phúc. Đúng rồi. Đó là cái chuyện của mình. Thành thử ra đừng ai áp đặt ước mơ cho ai cả. Và làm ơn tôn trọng cái đam mê của mỗi một cá nhân.
À, tôi cũng nghĩ vậy. Tại vì có những con người kiếm tháng 40 triệu ta cũng không thấy đủ nữa. Có những con người kiếm tháng cái tỷ ta cũng không thấy đủ nữa. Em thấy đủ thì nó là đủ. Cái gì muốn gì? Đậu gì đâu. Tại vì người ta không đủ, người ta mới phải mở những cái loại như mà nhà hàng, cơm quê đồ. Em hiểu không? Thì người ta để kiếm thêm, chứ đủ thì người ta đâu có mở ba cái đó. Người ta sẽ tập trung cho nghệ thuật.